Giants, và đó là ai nhở? Chả biết ai cả, hơi đen một tí. Để xem là biết ngay. Vâng, đó là mạng dành cho Loda. Có lẽ đã sử dụng Omni Slash thì phải. Đúng rồi, cái mục tiêu xấu số đó chính là No Fear. Con rồng được câu Embrace sao nó lại chết nhở? Phủ khói đến từ Alliance, và đó là S4 cùng với AK ganh với người Yoki á. Liệu Yoki có chết hay không? Rồi dắt đệ vào lộ smoke, và có chi vào đây, mở Runake lên Gamstow, và sẽ là những cái timing stun và stun. Yoki tỉnh được hay không? Kèo này là sẽ không thể tỉnh được, và công chúa ngủ trong rừng nhưng mà hoàng tử thì chưa đến. Rồi, đó là một cái pha mở Alliance. Rồi rất nhiều người bro thẳng bắt đầu Aloha. Aloha TP thế này là hơi bị ngáo rồi. Queen of Pain có double kill và Alliance, với việc họ có cho mình rất nhiều creep đệ của cả Beatmaster cũng như là chè, nó dồn thẳng cái trụ một, bật Fortify lên. Mà liệu VP có ra def khi mà Sven còn cho mình đó là 13 giây trên bảng điểm số. Chen gửi đệ về như vậy không push nữa hay là như thế nào đây? Sẽ là ra def mid, full số điểm ở mid rồi. Blink ra đến từ Queen of Pain rất là aggressive nhưng không bắt con Zeus. Đây một cái ulti ra đến từ No Fear và sẽ giúp cho FNG đi về, nhưng Blink lên đến từ Queen of Pain và một bắn cuối cùng của FNG ở đây có cắm một, từ cắm rắn cũng như là giết luôn cả thanh niên rồng băng rồi. Xin lỗi các bạn, bắn đó là đến từ thanh niên S4. FNG chính là người bị kết liễu, và Alliance bất ngờ có cho mình 5 mạng sau cái khoảng thời gian early game chả được mạng nào. Bây giờ họ sẽ tiến hành push vào khi mà Shadow Shaman có ulti. Và đó là một cái trụ đầu tiên rất ngọt ngào, trụ trên top thì trong lúc disconnect thì như Loda cũng đã lấy được rồi, chênh lệch network bắt đầu có. Và đó là hơn 5.000 cho các thành viên của Liên minh Thụy Điển. XP thì sao? Đó cũng là hơn 3.000. Queen of Pain nhặt luôn một cái rune từ từ, đánh một người của AK. Kèo này thì AK chết chặt khi mà các thành viên của VP họ quá đông hung hãn ở đây, ăn luôn cả đệ. Vẫn yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng, giết luôn cả đệ của Chen. Ông AK thì bị một cái vấn đề, từ từ lại đánh nhau rất là hung hãn. S4 thì anh ta biết khó mà lui, nhưng ở đây thì có sự xuất hiện của FNG, sử dụng cái Scream of Pain ra, Blink đi được và đó là giật theo đến từ Zeus, không đủ đam rồi. Vâng, mà cắn mình máu to, hình như là sử dụng một cái rune regeneration trong pha đó và cứu thoát cái mạng của chính mình đến từ S4. Loda cắm cái cọc máu ra, anh ta hồi xong cho mình ulti. Queen of Pain đang cố gắng lên cái gate Orchid. Nào bây giờ thì sao? Các thành viên của Alliance vẫn đang lẩn vẩn khu canh tác của VP. Các ông nông dân người Nga này thì lại di chuyển sang rừng của Alliance rồi. Yoki thì có một cái Sange sẽ là lên song kiếm thôi. Vâng, No Fear thì anh ta chưa biết rằng ở khu vực đó có Sentry thì phải. Và Sven sẽ không có cho mình stack Ancient trong vòng khoảng 2-3 phút nữa nếu như bên phía của VP họ không đi ward. Chen có cho mình 500 tiền cái headdress và giày mana, tiến hành ăn Roshan đến từ Alliance. Các thành viên của VP thì họ mải mê cũng trên top với FNG và Aloha Dance. Sven cũng đã xuất hiện, Yoki thì anh ta quyết tâm giữ Alacid xong cái trụ này thôi. Đừng bảo mấy ông ở đây mà không Alacid được, đùa sao mấy ông này chơi không bằng tôi đánh pop vậy. Rồi bây giờ thì Khiên Aegis được cầm bởi S4, thoải mái hơn trong những cái pha mà tốc váy lao thẳng vào đội hình đối phương. AK dẫn những con đệ của mình đi vào khu vực rừng của đối phương và để làm gì nhở? Thế nên Beatmaster thì có book 1, 8-900 tiền rồi, giày máu các kiểu các thứ sẽ lên book 2 hay là một cái Blink Dagger, chúng ta cùng xem. Admiral Bulldog, những cái lựa chọn build item của anh ta thì rất là chuẩn chỉ. Ở đây thì có hơn 2.000 tiền đến Shadow Shaman. Con support này nó sẽ có Blink ở phút thứ 12, kèm theo đó một cái giày mana. Wow! Support thế này là hơi giàu ở nhà, hơn cả network có lên đối phương. S4 thì đã có cho mình đó là một que rồi, sắp sửa sẽ là có thêm một que nữa. Thì Fu đang đứng ở trong cái bụi cây, thì anh ta sẽ định làm gì? Nên nhớ rằng có Aegis đến từ solo mid của Alliance. Loda có một cái trống nhìn 300 tiền, Ring Aquila, giày phây, các kiểu các thứ rất là khỏe rồi. Phút thứ 14 với 6.200 network, Sven thì hơi đang to một tí. Nhưng mà không sao, ba thành viên của Alliance thì đang có network rất là đều nhau. Zeus thì tương đối thọt so với cả mid player của đối phương. Tuy nhiên thì anh ta sở hữu cho mình cái Other Lens. Và thời điểm này như thế là đủ. Bắt tiếp vào đầu của thanh niên Yoki, có một cái boost ulti ra đến từ Oracle. Nhưng chừng đó có lẽ là không đủ. Dùn đang quá lớn, timing stun các kiểu các thứ. EGM đang hấp hối, nổ ulti ra và Sven nằm xuống. Quyền Blink vào, nhưng đó là có
Sonic Way không, vẫn chưa sử dụng rồi. Thanh niên EGM với một cái Blink Dagger với giật cuối cùng, Hexer Fu lại chói tiếp một người lại, và đó là double kill cho Loda. Bốn người của VP nằm xuống, và bây giờ thì sao? Alliance họ có cho mình 9 vạn ở thời điểm phút thứ 14, và sẽ là cơ hội rất lớn để họ push vào trụ 2. 1.000, gần 1.900 tiền cũng như là gần 3.000 XP cho những chàng trai Thụy Điển cắm ulti rắn ra, và cái trụ 2 này khả năng cao là sẽ bị hạ gục. Tình huống đó thì không hề có ulti đến từ Queen of Pain. Sonic Way không được ung ra, nếu có Sonic Way thì khả năng con rồng cũng sẽ nằm xuống. Bơi ra Winter Curse thẳng vào đầu của S4, nhưng đó là khiến Aegis. Bây giờ Loda chase theo với cái xoay kiếm, How to chạy, đó là bật giáp đến từ Yorki. Các thành viên của Alliance họ không dám dive vào quá sâu. Tiếp tục sẽ là di chuyển đi push đến từ những người Thụy Điển thôi. Đội game ngang ngố chúng ta đang rất là cần cù để có thể farm bù, nhưng mà tương đối là khó. Thế nên FNG bị dọ mõm lại, có găm rào, có một cái Sonic Way nổ Orchid ra, liệu có chết hay không? Được búp đó là toàn bộ những cái skill đến từ thanh niên Oracle, và anh ta sẽ sống sót. Rồi, rất là may là chưa có 10 kill cho Alliance, không những cái bạn mà bad VP rất là khổ đây. AK anh ta có cho mình một cái Mekan thì phải, chưa có rồi, sắp sửa thôi. Tính toán là hơi trượt đến từ tôi. Loda thì đang vác gà ra một cái món đồ gì đấy, chắc là cũng khủng khiếp đấy. Đừng bảo với tôi không phải cái Battle Fury của đó, là cái Yasha rồi. Sẽ lên cái Manta, tiếp tục là đi push, ủi nhà cho đến chết. Smoke đến từ VP, họ biết rằng thời điểm này họ cần phải làm cái điều gì đấy để chặn lại cái đà tiến lên của Alliance. Họ đi vào khu vực rừng của địch, có một cái ward được cắm ra, phát hiện ra vị trí của Alliance, nhưng mà có vẻ như các thành viên Thụy Điển thì họ lại thính quá, họ ngửi thấy mùi thối trong bóng tối và đã lùi về hết rồi. Di chuyển như thế này là VP họ sẽ rất là hố, ở đây thì lộ smoke đó là hết thời gian thì phải. Các thành viên của VP họ mất khoảng 30 giây nhưng mà chả làm được thêm cái gì. Không farm thêm được bất kỳ một con creep nào cả. Blink Dagger dành cho Admiral Bulldog. Bây giờ thì Sven thì khả năng được chém ở trong combat thì không cao nữa. Một cái roar vào, nếu như mà Queen of Pain cô lập được vị trí của thanh niên Oracle thì đảm bảo con Sven này sẽ bị vần vò cho đến chết, liên hoan sắc thịt luôn. Rồi phủ khói ra đến từ Alliance, họ đưa nhau đi làm gì đây? Đưa nhau đi push thôi, có lẽ sẽ là gây bất ngờ cho VP khi nhận ra đối phương đang dâng creep ở khu vực trên top. Cặp rắn ra và pick con Shadow Shaman chỉ có cái nhiệm vụ này thôi, nhưng mà bây giờ nó lại có một cái Blink Dagger như vậy, nó chả khác gì con Lion cả. Blink vào hack một cái chói một thằng, thế là disable được hai ông. Thì Alliance có lẽ họ sẽ không đép cái trụ này đâu, TP lên để farm thôi. Rồi sẽ là chờ địch rút về và chặn hậu. Kèo này mà chặn đúng đường thì đảm bảo VP không có đường về quê mẹ. Như vậy là quyết định farm thêm ở rừng đối phương, không cho Sven đi farm lẻ một chút nào hết cả. Queen of Pain có thêm 1.300 tiền. Sven ở phút thứ 16 anh ta mới hoàn thành cho mình xong cái song kiếm với Zenith Ward, anh ta thua Juggernaut rồi. Nhìn thì No Fear có dọ món No Fear và Burst Dam đến từ cả ba thành viên Hex No Fear lại, và những cái bắn bay sẽ là mạng dành cho S4, và đó là Mega Kill Streak. Queen of Pain đang khiến cái trận đấu này trở nên dễ dàng hơn quá nhiều cho Alliance, và đó là 10 kill của các chàng trai Thụy Điển. Xin chúc mừng các bé thủ đã đặt niềm tin vào Alliance. Chen bây giờ có cho mình đó là một cái giày mana và một cái Mekan. Lên được cái Power Booster luôn. Đừng bảo tôi EGM anh ta hoàn thành gậy xanh ở khoảng độ phút từ 22-23. Thì bên phía của VP hơi quỷ. Không hiểu thì cái lan của Sven này có lan ra những con rắn không nhỉ? Không lan ra rắn, nó tốn cực kỳ nhiều hit vào những cái con rắn này đấy. Bây giờ Loda cùng với cả Queen of Pain họ kéo nhau lên từ trên top và định làm cái gì đây? VP trong cái tình huống này họ buộc phải đép, nó họ mất hết trụ ngoài thì không thể nào mà kiểm soát được bản đồ. Chúng ta cùng nhìn cái lượng sai mà VP có được, đó là rất tù bù. Họ chỉ có hai cái quát công được cắm ở khu vực rừng của Alliance, và như vậy để làm gì nhở? Đây thì VP họ là quyết định đổi trụ 1 à? Đừng nói với tôi rằng họ sẽ buông cái trụ 2 này nha. Như vậy là Juggernaut lấy được trụ 2, vậy toàn bộ trụ ngoài của VP bị đánh gục ở phút thứ 18. Và đội game đến từ Nga thì họ quyết định là dồn creep vào khu vực trụ bot.
không có người xuất hiện ở đấy thì push kiểu gì nhở? Alliance bây giờ họ sẽ rất thoải mái trong việc triển khai chiến thuật. Khi mà Beatmaster, anh ta hoàn toàn có thể lên cái book 3, sau đó đóng cái giày bay. Queen of Pain cũng làm hero rất cơ động, Juggernaut cũng vậy. Hai con support này của Alliance cũng có khả năng push trụ. Tương đối là khó dành cho VP rồi, nhưng mà chúng ta cùng xem cái đội Nga này họ có lật kèo đấy không. Cái đội game ở Mimosa rất là yêu thích, đi vào nói vài câu, đạp vào cái dây mạng cái, bật lên tự nhiên thấy Alliance thắng, chắc là ngoài kia xem đang cay cú lắm đây. Mười k network dành cho Juggernaut rồi, chúng ta cùng xem anh ta vẫn như vậy lên song kiếm, không phải lên Manta thôi thì cũng được. Beatmaster bây giờ cầm gem với cái con chim level 4, cục gem này anh ta sẽ là đi điều hành, cứ thằng nào cầm quát là ngay lập tức sẽ bị phá rồi. Cầm sẵn cái Iron Talon rồi, Queen of Pain bottle để cho mình đó là một cái regeneration rune. Có lẽ Alliance thời điểm này họ chờ đợi cái con Roshan lấy được khiên Aegis sẽ giúp cho họ thêm phần tự tin để tiến sâu vào khu vực nhà địch. 1500 tiền như Loda rồi, chưa biết chàng hỏi anh ta sẽ lên cái món đồ gì. Beatmaster cũng rất gần với cái book 3, đồ đạc là rất nhiều. Check qua bên này thì sao, VP thì offlaner họ chỉ có một cái Mekan, một cái trống, một cái face, đồ đạc với con phu như thế là hoàn toàn không đủ. Ở phút thứ 20 anh ta chỉ có cho mình level 10 và những cái món đồ tương đối là yếu, không còn khỏe nữa. Sven thì có cho mình kiếm chéo một cái hem, hơn 2000 tiền rồi, sắp sửa có Blink. Sven thì vẫn đang là người có được cái lượng item ổn nhất. Zeus thì sao, với Discord dày mana, cái Otherlands không quá ok đâu, nhưng mà tạm chấp nhận được trong cái thế trận mà team đang bị ép cho không còn thở được. Nhưng bây giờ thì VP họ sẽ dồn vào khu vực trụ bot và quyết định ăn trụ bot. Nhưng mà cẩn thận đấy, Alliance họ mà push thẳng mid thì về kịp không? Đã phải mua TP đến từ các thành viên của VP. Roshan thì còn hơn một phút nữa, hơn một phút rưỡi nữa. Các thành viên của Alliance họ đang tập trung nhau lại, kéo nhau xuống khu vực dưới bot rồi. Và nếu combat ở thời điểm này thì VP họ hoàn toàn là rất khó để đánh nhau. Giật ulti từ Zeus và như vậy các thành viên của Alliance họ bị phát hiện ra vị trí, họ sẽ không tham gia vào cái trận chiến này nữa. VP lấy cho mình một trụ và người ăn được cái trụ đó chính là FNG. Loda thì bây giờ anh ta mới quyết định là sẽ lên cái Battle Fury để có thể đi push lẻ. Dòng băng thì cái thân con support nó hao gầy này thì đồ đạc chắc là không có nhiều. Sẽ lên cái Medai ngay sau đây. Level 8 thôi. Oracle chỉ có một cái dây mana, sẽ lên cái Lens. BKB dành cho Queen of Pain. Roshan này thì lâu quá nhờ, ra đi các anh vào thôi. Smoke đến từ FNG cùng những người đồng đội và họ biết rằng Alliance sẽ là ăn. Nhưng bây giờ thì sao, có stun được vào đầu của S4, S4 mở BKB lên, có hồi máu từ Chance và bây giờ thì sẽ đánh ngược S4, anh ta lao vào. Có Winter Curse thẳng vào đầu của Loda nhưng No Fear sẽ là bị bớt chết tổn, một cái Sounding Wave ra nhưng không gây được quá nhiều đam. Sven anh ta đang bị cài trong này, bị cô lập, bị dồn toàn bộ đam vào và Sven anh ta chắc chắn sẽ chết. Ba thành viên còn lại đuổi theo Aloha Dance và ba người của VP nằm xuống. Unstoppable, Zeus cũng nằm xuống với Queen of Pain quá khát máu trong tay của S4. Double kill dành cho solo mid của Alliance và bây giờ thì cái trụ ba này ai cản Alliance lại hộ cái. Con Fortify cản nó lại một chút rồi, nhưng đó là cắm rắn đến từ Shadow Shaman, đệ book của Beatmaster, đệ của Chen và đó là quá nhiều đam tay. Và còn rắn, cắm rắn thì nó chưa có gậy xanh mà nó cũng sắp có rồi, ăn xong một lên nữa là có thôi. Và game đấu đầu tiên tôi mạnh dạn khẳng định là Alliance họ sẽ là ăn thôi. Quá khó dành cho VP có thể comeback được. Vâng, Alliance họ đi về luôn cơ mà, không thèm push tiếp khi thấy rằng đối phương đã có con Sven chuẩn bị hồi sinh ra. Gậy xanh dành cho con rắn.
bây giờ thì cái con này nó gọi là cực kỳ khó chịu. Tách cái này ra lên cái dây bay nữa cũng là ok. Support sẽ đi rát. Carry thì cứ thoải mái đi cậu bát. Được. Battle Fury dành cho Juggernaut. Sẽ là lấy cho mình khiên Aegis. Sau đó thì đợi cho tất cả skill hồi xong. Tiếp tục đẩy vào một lần cuối cùng và kết liễu những chú gấu Nga. Smoke để đi ra đến từ VP, nhưng mà để làm gì khi mà Alliance họ ăn Roshan quá nhanh. Tất cả các thành viên của Alliance họ lùi về. Không nhất thiết phải sộc vào rừng của đối phương khi mà không kiểm soát được ở thời điểm này. Không có những cái ward của Alliance. Đây là lệnh sai của Alliance có được. Họ có một cái ward ở khu vực đó là giữa mid của đối phương. VP thì đang di chuyển rất là bất định hướng. Net worth thì đã là hơn 20.000, XP thì cũng tương đối nhiều, 12.000 là rất nhiều luôn. Còn giờ thì sao nhở? Juggernaut, Juggernaut giàu quá, 1.500 tiền nữa rồi. Farm thêm lúc nữa là sẽ có cho mình một cái Blink Dagger. Lúc đó thì đừng hỏi tại sao anh lại khỏe. Vâng, xin lỗi các bạn, 2.100 tiền của Juggernaut. Anh ta sắp sửa có Blink Dagger. Queen of Pain có 3.300 tiền. Cá nhân tôi nghĩ kèo này sẽ là một cái gậy xanh. Sau đó đi push lẻ. Nếu như đối phương có đép thành công thì cũng khó mà có thể dâng lên được. Blink Dagger được hoàn thành cho hói ca. Trong một ngày mà anh chơi con tướng sở trường cũng đội mũ sùm sụp như anh vậy thì anh đánh quá là hay. 14.000 net worth và KDA nó là vô biên, nó là 307, không vô biên lắm mà chưa chết mạng nào là kinh rồi. Rồi, Blink vào và Hex được, thanh niên G lại có hú ở trong này Yorkie và sẽ cô lập được toàn bộ con hero. VP họ đang phải níu kéo với những cái buyback. Sven đang vẫn cố chém nhưng ta bị 5 người quay và đó là GG. Triple kill của EGM. Bây giờ thì sao, đánh nốt vào những cái người mà bài bách già và nằm xuống hết. Đó là team ngoài hai lần. Và Alliance họ có cho mình game đấu đầu tiên với cái tỷ số đó là 21-2. Trận đấu chỉ kéo dài trong vòng 26 phút. Và chúng ta cùng đến với cái game đấu thứ hai sau ít phút nữa để xem rằng Alliance họ có được cái chiến thắng hay không, hay VP sẽ là những người bản lĩnh hơn. Các bạn vừa đến với phần bình luận của ESVTV, tôi là Caster DDK và bây giờ là một phút cho quảng cáo. Các bạn Fana, hãy cho tôi thấy cánh tay nào. Vâng, Mimosa đang ở đâu? Rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ đến với quảng cáo của Zolo. Các bạn, mình là Linh Ngọc Đàm. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn những phần quà vô cùng thú vị. Các bạn có muốn sở hữu những vật phẩm in-game giá trị hay những bộ gear hoành tráng không? Hãy truy cập ngay vào trang web esportviet.vn cách chéo Zolo nhé. Các bạn hãy đăng nhập ngay vào tài khoản ESVTV hoặc là VTC ID nhé. Nhớ là phải cập nhật đầy đủ những thông tin profile cá nhân như số điện thoại, email để khi các bạn đoạt giải thì bọn mình sẽ... À mà tôi nhớ ra một người nữa cũng là fan VP. Đùa, hãy cho em thấy cảm nghĩ của anh ở trên kênh chat. Còn nếu như các bạn chưa nạp Bitcoin, thanh niên này thì đã rất là nổi tiếng ở cộng đồng Dota 2 Việt Nam sau cái màn mặc váy tên là gì thì tôi cũng quên mất rồi. Anh em nào có nhớ thanh niên này tên là gì hay không? Thế cho tôi xin cái tên. Mỗi vật phẩm sẽ có số lượng và giá vé tương ứng để các bạn chọn. Vì vậy, chỉ cần tích vào ô mua vé rồi xác nhận để mua. Khi tất cả các ô vé đã được tích thì hệ thống của bọn mình sẽ tự động quay và thông báo kết quả. Kết quả được bọn mình chọn ra từ trang random.org. Khi các bạn trúng giải, bọn mình sẽ lập tức liên lạc với các bạn thông qua những thông tin mà các bạn đã đăng ký từ trước. Vì vậy nhớ đăng ký đúng thông tin nhé. Hãy tham gia Zolo cùng với Linh nhé. Chúc các bạn may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.